Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bình luận thời sự có tựa đề Hoa hậu là sự đúng đắn của đảng là một mớ quàng xiên của nhà báo Trần Văn. Đăng trên trang blog VOA vào ngày 6 tháng 12, mời quý vị cùng chia sẻ. Hoa hậu và sự đúng đắn của đảng là một mớ quàng xiên. Phản ứng của những cá nhân trước này luôn tận tình bảo vệ đảng ta đối với thủ hiệu mà Nguyễn Thúc Thủy Tiên, 23 tuổi, sử dụng khi đăng quang Miss Grand International 2021 ở Thái Lan hồi cuối tuần vừa qua cho thấy đúng đắn trong nhận thức của giới vẫn lớn giọng bảo vệ đảng ta chỉ là một mớ lập luận quàng xiên. Sự kiện Thủy Tiên được chọn làm hoa hậu trong cuộc thi Miss Grand International 2021 đang được bàn luận rộng rã. Không có nhiều người được đẹp được công chúng khen ngợi như tân hoa hậu này. Thông minh, quan tâm đến thời cuộc, ứng xử tự tin, sâu sắc, rất xứng đáng với vương miện vừa nhận. Một trong những lý do khiến Thủy Tiên nhận được những lời khen như thế là thủ hiệu cô đã dùng. Giơ bàn tay với ba ngón trỏ, giữa và áp út dương thẳng, còn ngón cái thì kèm ngón út trong lòng bàn tay. Ra thủ hiệu và Thủy Tiên sử dụng không mới. Hướng đạo sinh trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam đã sử dụng thủ hiệu này để chào nhau từ lâu. Tuy nhiên, sau bộ phim The Hunger Games, Half Salute đã trở thành một cử chỉ bày tỏ ý thức phản kháng độc tài rồi cải cách. Người ta thấy thủ hiệu này trong những cuộc biểu tình chống tàu ở Hồng Kông, đòi dân chủ ở Miến Điện, Thái Lan. Thủ hiệu này không còn đơn thuần là dấu hiệu của riêng hướng đạo sinh, mà là Three Finger Salute, được xem như là đã có thời cách mạng Pháp năm 1789, đề cao tự do, bình đẳng, huynh đệ. Khác với đa số công chúng, những cá nhân đang cố gắng cùng với đảng dẫn dắt nhận thức công chúng, lao lái dư luận trên mạng xã hội, đã tỏ ra hết sức bực bội khi Thủy Tiên sử dụng Half Salute hay là Three Finger Salute lúc đăng quang Miss Grand International. Chỉ trong 3 ngày, từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12, cánh gò.net, một trang web chuyên bảo vệ đảng ta, đăng hai bài chỉ trích Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Theo đó, Thủy Tiên đã không tinh tế và thiếu sâu sắc khi sử dụng thủ hiệu của phong trào dù vàng ở Hồng Kông chống tàu của dân chúng Miến Điện chống chính phủ quân phiệt, của dân chúng Thái Lan chống hoàng gia xứ này nói riêng và các phong trào chống chính quyền sở tại khác tại các nước châu Á nói chung. Những cá nhân bảo vệ đảng ta cảnh cáo Thủy Tiên rằng việc cô sử dụng khẩu hiệu này lúc đăng quang có thể bị coi là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Thái Lan. Những cá nhân này lưu ý, nếu là quan điểm của cá nhân thì là chuyện khác, còn Thủy Tiên đang đại diện cho Việt Nam. Chứ kể đó là sẽ là miếng mồi béo bở để các đối tượng núp dưới bóng dân chủ chính trị hóa. Khoan bàn về phải trái đúng sai của những nhận định ý kiến vừa dẫn, chỉ đem những nhận định ý kiến vừa dẫn so với những nhận định ý kiến khác mà trang web cánh cò từng giới thiệu trước đó chỉ 3 ngày để bảo vệ thí sinh Đỗ Thị Hà, biểu diễn nhạc phẩm Cô gái vót trong tại Miss World 2021. Tự nhiên sẽ thấy nỗ lực bảo vệ đảng ta là bộ sưu tập những lý lẽ quàng xiên, đội ngũ tuyên truyền về sự đúng đắn của đảng phải sẵn sàng, tự mâu thuẫn với chính họ. Cánh cò cho rằng lựa chọn biểu diễn Cô gái vót trong chính là sự tri ân của những người đã ngã xuống để tổ quốc được đứng lên và bay vút lên cao. Chỉ những kẻ mang tư duy nô lệ, thân phận tôi đòi thì mới phản đối. Chẳng có lý do gì để phản đối, chỉ trích hội người dân Mỹ. Tương tự dị ứng với Half Salute hay là Three Finger Salute vì đang và sẽ còn được xem như một cách bày tỏ khát vọng dân chủ. Cánh cò cho rằng Thủy Tiên nhầm lẫn nghiêm trọng với ý nghĩa của hòa bình hoặc chưa phân biệt được sự khác biệt giữa ủng hộ hòa bình và ủng hộ các phong trào bạo loạn nhân danh hòa bình. Cánh cò dẫn các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, Miến Điện, Thái Lan để nhắc nhở người có tư duy hòa bình không thể ủng hộ những hành vi bạo lực và cho rằng nó hướng đến hòa bình. Sau lúc biện bạch về lựa chọn biểu diễn của gái vót trong tại Miss World, cánh cò cho rằng chỉ thể hiện nhạc điệu, không thể hiện phần lời, không thể vu khống rằng điều đó thể hiện sự hận thù, thù hằn của Việt Nam đối với Mỹ và đừng cố tình thực hiện chiêu trò chính trị hóa các hoạt động văn hóa đơn thuần. Một trong những nhận định ý kiến nặng ký nhất khi cánh cò luận bàn về việc Thủy Tiên sử dụng thủ hiệu này hay là chuyện Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh cũng đã lên tiếng, thì tuyên phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nói chung và quy định của cuộc thi nói riêng. Kẻ viết bài này đã thử tìm nhưng chưa thấy ông Vũ Quang Minh, Thứ trưởng Ngoại giao, phát biểu như vậy trên bất kỳ cơ quan truyền thông chính thức nào. Cánh cò bị đặt hay có nguồn tin riêng và tiết lộ để giăng mặt cô thí sinh tự do vừa trở thành tân hoa hậu Miss World 2021. Đã hoạt động văn hóa đơn thuần thì so sánh giữa cá nhân, được lựa chọn để đại diện quốc gia và tự tham gia làm gì? Nếu ứng thi hoa hậu là hoạt động văn hóa đơn thuần thì hà cớ gì phải bận tâm dùm chính phủ Tàu Cộng, chính phủ Miến Điện và chính phủ Thái Lan? Lo lắng cho các đối tượng núp bóng dưới dân chủ sẽ chính trị hóa ư?